17 phẩm tham hành Bấy giờ thiện hiện bạch Phật thì hữu thay kính bạch Thế Tôn Các Bồ Tát này thành tựu công đức lớn như thế Thế Tôn có thể trải kiếp số như các sông hoàng Thuyết các tướng hành trạng bất thối chuyển cuối xiên như lai ứng tránh đẳng giác tuyên thuyết nghĩa xứ tương ứng với hình bát nhã ba làm mật đa sâu xa, làm cho các Bồ Tát an trụ trong đó tu hạnh Bồ Đà mau được viên mãn. Phật bảo thiện hiện, Lành thay, lành thay, ông nay có thể hỏi việc như thế. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho ông. Thiện hiện nên biết nghĩa xứ tương ứng với bát nhã bà la mật đa sâu xa. Đó là không vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt. Chẳng phải có tịch tĩnh, để nhiễm, niết bàn là sự biểu hiện của khái niệm. của thọ thiện hiện, bạch Phật bạch Thế tôn chỉ có pháp này được gọi là nghĩa xứ tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa hay là tất cả pháp đều được gọi là nghĩa xứ tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa phật bảo thiện hiện tất cả các pháp khác cũng được gọi là nghĩa xứ tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa sa. vì sao vì tất cả sắc thọ tưởng hành thức cũng gọi là sâu xa Thiện hiện thế nào là sắc cho đến thức cũng gọi là sâu xa, nghĩa là chân như sâu xa, nên sắc cho đến thức cũng gọi là sâu xa. Lại nữa, thiện hiện hoặc là chỗ không có sắc cũng gọi là sắc sâu xa, cho đến chỗ không có thức cũng gọi là thức sâu xa, khi ấy thiện hiện bạch Phật. Khi hiểu thầy kính bạch thế tôn, đó là phương tiện mầu nhiệm, ngăn chặn năm uẩn hiển bày niết bàn. Phật bảo thiện hiện. Đúng như vậy, đúng như vậy, nếu các Bồ Tát thường quan sát kỹ, nghĩa xứng tương ứng với bát nhã bà làm mật đa sâu xa như thế, thì nghĩ ta nên y như bát nhã bà làm mật đa sâu xa đã chỉ dạy mà an trú. Ta này nên như bát nhã bà làm mật đa đã giảng thuyết mà học. Các Bồ Tát này do thường nương tựa nghĩa xứ tương ứng bát nhã bà làm mật đa sâu xa như thế, quan sát kỹ, tinh tấn tu hành, cho đến trong một ngày số phước đức đạt được vô lượng vô biên, như có người tham dục lại nhiều suy tư, cùng với người con gái đẹp hẹn hò Người con gái kia bị trở ngại không đến nơi đúng hẹn, tầm mong mỏi của người ấy mãnh liệt tuôn tràn, thiện hiện ý ông thế nào, tầm mong muốn của người kia hướng về nơi nào kính bạch thế tôn tầm mong muốn của người này hướng về người con gái kia nghĩa là nghĩ nàng ấy khi nào mới đến đây gặp nhau để cùng ta đùa giỡn vui chơi thiện hiện ý ông thế nào người đó ngày đêm phát sanh bao nhiêu mong muốn kính bạch thế tôn người đó ngày đêm phát sanh rất nhiều mong muốn Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát nương nghĩa xứ tương ưng bát nhã bà la mật đa sâu xa quan sát kỹ tinh tấn tu hành cho đến một ngày thì vượt thoát kiếp số trôi lăn sanh tử bằng với số lượng mong muốn phát sanh trải qua một ngày đêm của người tham dục kia thiện hiện nên biết các bồ tát này nương theo nghĩa xứ tương ứng bát nhã bà làm mật đa sâu xa như thế quan sát kỹ tinh tấn tu hành thì tùy theo đó mà có thể giải thoát bao nhiêu tội lỗi thường làm trở ngại quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thế nên bồ tát nương nghĩa xứ tương ứng bát nhã bà làm mật đa sâu xa quan sát kỹ tinh tấn tu hành không lời nhác thì mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề thiện hiện nên biết nếu các bồ tát được nghĩa xứ tương ứng bát nhã ba làm mật đa sâu xa quán sát kỹ tinh tấn tu hành trải qua một ngày đêm thì công đức đạt được hơn công đức bố thí trải qua số đại kiếp như các sông hằng của các bồ tát địa bát nhã ba làm mật đa sâu xa vô lượng vô biên lại nữa thiện hiện nếu không các Bồ Tát, nương nghĩa xứ tương ứng ban nhã, bà làm mật đa sâu xa, quán sát kỹ, tinh tấn tu hành trải qua một ngày đêm, thì công đức đạt được hơn công đức bố thí của các Bồ Tát, xa lìa ban nhã, bà làm mật đa sâu xa, trải qua số hốt đại kiếp như các sông hằng, đem các đồ cúng dường, bậc dự lưu nhất lai, bất hoàn, a-la-hán, độc giác, Bồ Tát như lai vô lượng vô biên. Lại nữa thiện hiện nếu các Bồ Tát nương bát nhã bà la mật đa đã nói mà an Chú trải qua một ngày đêm siêng năng tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã thì công đức đạt được hơn công đức đạt được của các Bồ Tát lìa bát nhã bà la mật đa trải qua số hút đại kiếp như các sông hằng siêng năng tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã vô lượng vô biên lại nữa thiện hiện nếu các Bồ Tát Đường bát nhã bà làm mật đa sâu xa đã nói mà an trú trải qua một ngày đêm đem pháp vi diệu bố thí cho các loài hữu tình thì công đức đạt được hơn công đức đạt được của các Bồ Tát địa bát nhã bà làm mật đa sâu xa trải qua số đại kiếp như các sông hoàng đem pháp vi diệu bố thí cho các hữu tình vô lượng vô biên. Lại nữa thiện hiện nếu các Bồ Tát nương bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nói mà an chú, trải qua một ngày đêm, tù 37 phát bồ đề phần và các căn lành khác, công đức đạt được hơn công đức đạt được của các Bồ Tát lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, trải qua số hút đại kiếp như các sông hằng tu 37 phát bồ đề phần và các căn lành khác vô lượng vô biên lại nữa thiện hiện nếu các bồ tát đường bát nhã bà la mật đa sâu xa đã nói mà an chúng trải qua một ngày đêm tù các pháp tài thí pháp thí ở chỗ vắng vẻ buộc niệm tư duy các pháp phước nghiệp tu trước kia hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề công đức đạt được hơn công đức đạt được của các bồ tát địa bát nhã bà Là mật đa sâu xa trải qua số hút đại kiếp như các sông hằng tù các pháp tài thí pháp thí an chúng chỗ vắng vẻ buộc niệm tư duy các pháp phước nghiệp tù trước kia hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vô lượng vô biên lại nữa thiện hiện nếu các bồ tát đường ban nhã bà làm mật đa sâu xa đã nói mà an trú trải qua một ngày đêm duyên khắp công đức thiện khăn của ba đời chư phật và các đệ tử hòa hợp cân lường hiện tượng